Chào cô dì chú bác, hôm nay mình đến máy bay xịt sâu nè quý vị. Đó, đang bay đang xịt đó. Bây giờ bay thấp thấp. Đang xịt đó. Lúc này xịt bay thấp và ok quá. Giờ bà con nông dân giờ khỏe quá à, chỉ có mướn là chiếc máy bay để xịt nè. Xịt là cũng mấy hồi là xong. Đây là ở gần chợ Lạc Quế nè nha cô về chú bác. Rồi hình như hết thuốc hay gì rồi đó cô về chú bác rồi, đang bay về.
bây về tới nơi đặng thay đưa thuốc vô tiếp, đặng xịt tiếp. Chung có máy bay này tiện lợi quá. Sao chú mình chủ đất đây hay là mình bên máy bay? Chủ đất hả? Thấy xịt này khỏe quá ha chú, nó tiện lợi cho mình. Một công xịt xịt này khoảng nhiêu tiền ha? Công 13 nè. Công 13 ngàn hả? Cũng được ha, cũng bình dân ha. Nhớ mình xịt công mình đi xịt xịt chắc mắc hơn ha. Công đi xịt chắc mướn mắc hơn ha. Xịt mình 12 ngàn đó mà. 12 ngàn hả? Với nhiều khi dặm lúa hơn ha, còn này bay nó không có dặm lúa. Vậy cũng được. Này mình có được bao nhiêu công đất là đang xịt đó? Đang xịt bao nhiêu công đất? 47 công hả? Nó muốn coi cái này thì đó đây Hà Tiên là do quay bay thấy trong đất mình nè. Đó đây Hà Tiên cái kênh á. Kênh gì? Kênh đó đây Hà Tiên. Bấm vô là vô lên TV, lên lên điện thoại rồi luôn hết luôn. Để dành lưu niệm luôn. Giờ coi giờ lưu niệm luôn. Nó đảo này, nó đảo được dặm lúa. Nếu mà xịt hết này dặm lúa nhiều lắm mà, biết nhiều dấu dò ha. Giờ nông dân mình gì cũng từ từ cũng khỏe anh ha, chỉ có tốn kinh phí chút lại lại ít chút mà nó ấy, mà tính ra còn lời nhiều hơn, là tại tính ra nó không có mắc tiền bằng sức lao động á. Nó chiếc máy bay đang lên đó nè cô dì chú bác, mình sẽ quay tiếp theo cho cô dì chú bác xem. Giảm được cái chi phí nhưng mình thuốc thì bớt lại chứ cũng dạ, vậy nó khỏe mình với mình đỡ cực nữa. Giờ đang ấy ấy cũng như chạy chạy máy đó là để vô motor hay gì ha. Mưa trời mưa. Không cái máy kìa, cái máy kìa. Mưa đậu lại cô dì chú bác nói mưa sẽ ảnh hưởng là nên đậu lại, hết mưa sẽ bay tiếp theo. Kéo bỏ vô đàng hoàng đi. Đánh, định đặng kêu bay tiếp hả chú? À, vậy cho tiện mình quá ha, sẵn gần bên nè. Bay bay luôn hả? Dạ bay luôn đi cho nó khỏe. Nhiều chú được nhiều công đất mà vậy 20 công. Dạ khỏi, 20 công cũng bay chừng chút chứ vậy. Bay chút mà đừng mưa trời, bay bay chừng rồi. Chừng hai bình là rồi, 20 công ba bình, ba bình ha. Không gió mạnh trôi à, gió quá yếu. Chào cô dì của chú bác à. Này là chú của chiếc máy để phun xịt sâu nè, bay ở trên đó. Rồi mình hỏi chú coi có số điện thoại không, bà con nào muốn xịt tiếp theo thì điện vào số điện thoại của chú này. Rồi để mình hỏi nha cô dì chú bác, để chú đậy máy một chút. Trời mưa này nếu mình bay không có ấy thì nói chung nó nước mưa vô nó cũng hơi không được tốt. Chào chào con, như mình xịt này rồi như mình ăn công sao hả con? Ở bên máy dòng máy con là xịt ăn hecta 130. Hecta 130 như nhiều nhiều ít, nếu ít thì khác, nếu nhiều thì mình giảm chút hả?
không, nhiều ít gì cũng vậy. Vậy hả, nhiều ít gì cũng vậy hả. Rồi muốn gặp con, rồi có số điện thoại không, đặng bà con có xem video này, đặng có cần xịt á, đặng điện cho con. Bà con nào có muốn xịt thì liên hệ con là 0388 160 373. 0388 160 373. Nghe cô dì chú bác nếu muốn xịt thì điện vào số điện thoại này sẽ gặp cháu, rồi sẽ tư vấn tiếp theo nha cô dì chú bác. Rồi cảm ơn cô dì chú bác đã xem. Nếu thấy video này có ý nghĩa thì ủng hộ, bấm đăng ký để lưu video để xem tiếp theo, ấn cái chuông để mình có niềm vui và động lực sẽ vô đồng ruộng quay những video có ý nghĩa hơn cho cô dì chú bác xem. Cuối lời chúc cô dì chú bác luôn luôn có sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Chào cô dì chú bác, anh chị và các bạn, các cháu luôn.